Ngày 31 tháng 1, tại tỉnh Pailin ở Tây Bắc Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Pailin được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 và hoàn thành sau hơn một tháng thi công. Công trình gồm các hạng mục chính như nhà lưu trữ hài cốt liệt sĩ, Khuôn viên trồng hoa và cây cảnh có tổng kinh phí xây dựng khoảng 18.000 đô la Mỹ từ nguồn tài trợ của công ty Viettel Cambodia, Metfone thuộc tập đoàn công nghiệp viễn thông của đội Viettel, công ty Imani và công ty dịch vụ đổi mới toàn cầu Gis Cambodia, công ty thành viên thuộc tập đoàn Viettel. Chúng tôi những người Campuchia không thể quên được sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Chúng tôi phải có nhiệm vụ cùng với Việt Nam tìm kiếm hai cốt quân tình nguyện Việt Nam để đưa họ trở về với gia đình và tổ quốc của họ. Nhận thấy sự cần thiết khi cần có nơi trang trọng để lưu giữ hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trong thời gian đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hai cốt liệt sĩ K-73 Long An làm nhiệm vụ trên các địa bàn, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với thế hệ chàng đã hy sinh xương máu vì hòa bình cho hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam, Campuchia công ty viettel cambodia medphone đã phối hợp với công ty imani và công ty dịch vụ đổi mới toàn cầu gis tiến hành tổ chức xây dựng công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam tại tiểu khu quân sự tỉnh Linh.